Con chào các ông, các bà, cô chú, anh chị. Con là Quân, năm nay con được 14 tuổi. Hôm nay là một ngày rất là vui đối với con, cùng ông, bà và em. Con nhận được một phần quà rất là lớn từ bà bé. Con không dám nghĩ và con cũng không dám ước là con sẽ có được ngày hôm nay. Bố mẹ con đẻ con ra chưa từng gửi con phần quà lớn nào. Vì gia đình con nghèo nhưng đến hôm nay con nhận phần quà rất lớn từ bà bé. Lúc bố mẹ sinh ra con mới được 40 ngày tuổi, chưa kịp cai sữa, mẹ con đã bỏ đi Trung Quốc. Con lớn lên bằng sữa ông Thọ, được bố con và ông bà đi làm thuê để mua. Giờ con lớn lên có được gặp anh Lực chia sẻ hoàn cảnh của con, nên được các ông bà giúp đỡ con và ông bà em của con rất là nhiều. Con mang ơn các ông bà. Con rất là vui khi nhận được những phần quà của các ông, các bà. Mặc dù các ông, các bà chưa từng gặp cháu cùng ông bà và em, nhưng đã dành tình cảm, tình yêu thương đến con cùng ông bà và em rất nhiều. Và phần quà rất là đặc biệt hôm nay con nhận được là một chiếc xe máy. Con rất thích và con rất vui khi ông bà ốm đau, con không có xe đưa ông bà vào viện. Buổi sáng đưa em đi học, bố mẹ của các em đều có xe máy để đi, còn con thì cõng em đi bộ. Nhưng đối với con thì con cũng không dám ước con sẽ có xe máy để đưa em đi học. Nhưng ngày hôm nay, một ngày bất ngờ đến với con, được anh Lực đưa đi mua một chiếc xe máy mới. Khi con nghe anh Lực nói một phần quà lớn, con rất là hồi hộp và mất ngủ cả đêm. Con sẽ coi chiếc xe này như một người bạn để đồng hành cùng con. Con sẽ cố gắng giữ gìn thật tốt để không bị hỏng. Con không biết nói gì thêm nữa. Con chúc bà bé thật nhiều sức khỏe và thật hạnh phúc. Con rất mong một ngày nào đó con sẽ mong được tất cả các ông bà lên quê hương con một lần, và con cũng không quên ơn các ông bà đã luôn giúp đỡ con. Cháu Quân xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay là con muốn lên làm một bữa cơm với anh Lực. Con đã nhận được phần quà từ bà bé và con cũng đã được chú Lực đi chia sẻ hoàn cảnh của con. Đã được quý ông bà, cô chú, anh chị luôn quan tâm con và luôn giúp đỡ con. Con rất vui khi được tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị giúp đỡ con. Hôm nay là con muốn làm một bữa cơm cho anh Lực. Hôm nay con gọi điện cho anh Lực là anh Lực đang đi xá. Bây giờ con sẽ tự tay vào bếp làm một bữa cơm. Hôm nay là một ngày rất vui đối với con. Đến từ bà bé đã mua một chiếc xe cho con và một cái máy cày, với lại một cái máy phát cỏ. Khi bà đã gửi tiền cho anh Lực để
để anh Lực đưa con xuống huyện đi mua máy cày, xe với máy phát cỏ. Con rất vui và hôm nay anh Lực không ở nhà, con sẽ tự tay làm một bữa cơm để mời anh. Sáng nay là con cũng lúc đấy là con cũng hỏi ông bà lấy lên một con gà. Bây giờ con sẽ đun nước rồi thịt một con gà, con tự tay làm một bữa cơm cho anh Lực. Hôm nay là không ai ở nhà, hôm nay chỉ có mỗi anh quay phim ở. Thì anh Lực lúc đấy em hỏi anh quay phim là anh Lực đi ra xá có việc một chút, nên hôm nay con lúc đấy con cũng hỏi ông bà tự lấy một con gà lên làm một bữa cơm. Phòng của anh Lực cũng khá hẹp với lại để rất nhiều đồ, thì cũng mong quý ông bà chú anh chị sẽ thông cảm cho anh. Bây giờ con sẽ đun nước trước, rồi một tí nữa con sẽ mổ gà sau. Bây giờ con chỉ đợi nước sôi là một tí nữa con sẽ mổ con gà. Bây giờ con sẽ tạm dừng. Con cũng đã đun nước xong rồi, bây giờ con sẽ cắm cơm trước. Con sẽ cắm cơm một tí, cơm đợi nước sôi con sẽ mổ gà sau. Bây giờ ở phòng trọ anh Lực chỉ có mỗi anh quay phim với lại anh Lực, thì con cũng cắm một bát dưới thôi. Con rửa tay xong con mới vo gạo. Đây là cơm dẻo thì con cũng chỉ vo hai lần nước mới có chất. Bây giờ con sẽ để nước và con sẽ lấy đi nấu. Cơm dẻo thì con cũng để ít nước. Thank you.
Bây giờ chỉ cần đợi nước sôi rồi thì con sẽ mổ gà. Bây giờ con cũng sẽ tạm dừng ghi hình ở đây thôi. Một tí nữa con mổ gà xong con sẽ ghi hình tiếp cô bác ạ. Bây giờ cơm nước cũng chưa sôi thì con sẽ hộ anh Lực nhổ rau và tưới rau một tí cô. Anh Lực cũng bận thì anh cũng không ở nhà để nhổ đường rau cô bác. Bây giờ con sẽ giúp anh nhổ cỏ một tí xong thì nước con tưới nước sâu. Anh cũng có một mảnh đất bé anh cũng lấy để trồng rau. Anh không cần đi mua rau, nếu mà rau lớn lên thì anh không cần đi mua. Bây giờ đợi rau lớn thì anh Lực cũng có một vườn rau để ăn rồi. Bây giờ con nhổ hết cỏ xong con tưới nước, đợi nước sôi con mổ gà. Bây giờ thì con cũng nhổ hết rồi, bây giờ con sẽ lấy nước giặt với hộ anh. Lúc đấy là ở đây có một cây cỏ rất to, con tưởng là rau nên là bây giờ con mới nhổ ra. Lúc đấy con cứ tưởng là cỏ, con cứ tưởng là rau thì con không nhổ. Trong thời gian qua anh Lực cũng đã đi chia sẻ của con rất nhiều, và cô bác cũng biết về hoàn cảnh của con. Bây giờ con sẽ kể lại hoàn cảnh của con cho cô bác anh chị cùng con nghe. Lúc con 40 ngày là mẹ con bỏ đi Trung Quốc. Bố của con thì bị bệnh, bố của con sắp chết thì bố của con mới nói căn bệnh đấy ra, con cũng rất buồn. Nhưng mà cũng được cô bác anh chị giúp đỡ con rất nhiều, và con cũng cảm ơn tất cả cô bác anh chị trong thời gian qua luôn giúp đỡ con và yêu thương con. Con mang ơn tất cả cô bác anh chị trong thời gian qua đã luôn giúp đỡ con. Và bây giờ con tưới rau xong, con cũng đi xem một tí nước, xem nước con sôi chưa, xem nước lúc đấy con cắm sôi chưa. Nếu mà chưa sôi thì con sẽ đợi một tí nữa. Nước cũng sôi rồi, bây giờ nước cũng sôi rồi con cũng
chuẩn bị mổ gà một con cũng chuẩn bị mổ gà, đợi anh Lực về tí nữa con sẽ làm một bữa cơm đợi anh Lực về. Bây giờ con sẽ lấy bát với dao đi con mổ một con mổ gà đợi anh Lực. Đây cũng là xe của bà bé mua cho con. Xe này chỉ có mũ bảo hiểm không cần bằng. Xe này bây giờ bà bé mua cho cái xe này con cũng rất tiền. Lúc ông bà bị bệnh và lúc ông bà bị bệnh con sẽ đưa đi rất nhanh. Bây giờ với lại sáng thì con đưa em Hiếu đi học, bây giờ con sẽ ngồi đi một vòng cho cô bác cùng xem. Phần quà của bà bé mua cho con rất thích và cái xe này đi rất là êm. Với lại đây cũng là lần đầu con được đi xe mới và đây là phần quà lớn nhất mà con không dám mơ ước. Đây là phần quà lớn nhất từ bé đến lớn con không dám mơ ước. Bây giờ con sẽ gọi điện cho anh Sử với lại ông và em Hải xuống Bây giờ con sẽ gọi cho anh Sử xem anh Sử có xuống được hay không. Nếu không được thì một mình con làm đợi anh Lực. Anh Sử chắc là cũng đi đâu rồi, bây giờ điện thoại anh Sử cũng không gọi được, chắc là anh Sử đang đi làm. Bây giờ con sẽ hỏi anh quay phim xem anh Lực lúc nào mới về. Anh ơi cho em hỏi tí mấy giờ anh Lực mới về nhỉ? Anh cũng không biết được. Thế chắc là bây giờ con cũng sẽ ngồi xe đi về xem nước sôi chưa. Lúc đấy con tưởng là nước sôi, con mổ gà xong rồi bây giờ con sẽ về nhà nhổ lông gà đợi anh Lực tí nữa con sẽ mổ xong con luộc xong đợi anh Lực về nữa là được ăn rồi cô bác. Đây cũng là nấm hương lúc đấy là mẹ hôm kia con vào rừng con lấy được một ít nấm hương. Hôm nay con sẽ lấy về tí nữa con lấy làm với lòng gà. Cái này bây giờ là con sẽ lấy đi ngâm nước một tí rồi con lấy ngâm nước xong là con đi chợ, con ra chợ kia mua một ít đồ về. Bây giờ con lấy ngâm vào trong âu đỏ này một ít. Bây giờ con sẽ lấy một nửa xiên nữa tí nữa
mới đủ để với lòng gà. Nếu mà ông bà ủng hộ con thì mua nấm hương chú anh lực giúp con. Và như cô bác như ông bà nếu mà ông bà mua nấm hương này thì ông bà có thể lấy đi để với lòng gà xào với lại những thịt thịt với lại mì tôm cũng được. Bây giờ con sẽ lấy ngâm nước nóng qua một lần, tí nữa con sẽ rửa một lần nữa. Đây lúc đấy con cũng làm được 2 xiên, bây giờ còn thừa 2 xiên con sẽ để đây cho anh Lực một đợt, để đây cho anh Lực. Nếu mà lúc nào anh Lực ăn thì anh Lực tự làm ăn. Bây giờ con sẽ ra chợ kia mua một ít rau xanh. Con mời tất cả quý ông bà, quý anh chị theo con vào chợ. Sáo của con thì bây giờ cũng rất nhiều người phát triển làm, cũng có 2-3 nhà làm rất là nhiều tầng. Đây là một căn nhà 2 tầng. Bây giờ con sẽ vào chợ mua ít rau xanh. Bây giờ con mua một ít cà chua. Cô ơi lấy cho cháu 4 quả cà chua. Vâng. Anh ơi trong phòng còn trứng không nhỉ? Bây giờ mua 3 quả trứng nữa. Trứng này bao tiền một quả nhỉ cô? Cháu 3 quả. Tất cả bao tiền cô? Đây là dưa đúng không cô? Dứa cho cháu 1 túi. Cháu xin nhá, cháu về đây. Lúc đấy là con mua 3 quả trứng với lại 4 quả cà chua thì mất là 10.000 tiền. Với lại con mua 1 túi dứa nữa là 10.000. Đây cũng có rất nhiều bạn trẻ lần đầu thấy anh quay video thì như kiểu rất là vui, cứ đòi anh. Lúc đấy là các em trẻ không biết tưởng cái gì, cứ đòi anh cầm caramel cầm thử một lần thì
Ôi, nước cũng sôi lâu rồi, bây giờ con sẽ lấy ra. Đây là cũng là gà bản, ở nhà con cũng nuôi được một ít. Đây là ở nhà là ông bà với con cũng nuôi được một ít. Hình như là nước này là sôi lúc đấy là con đi chợ thì chắc là cũng sôi lâu rồi chị, nước cũng không ra mấy. Chắc bây giờ con lại phải để một bình nữa, tí nữa không ra chỗ nào con mới có nước để. Hình như là bóng điện trong phòng này cũng hỏng. À, con cũng không biết sửa, chắc là đợi một tí nữa anh Lực về thì cho anh Lực sửa bóng điện sau. Bây giờ con sẽ nhổ lông gà trước. Như gà bản của con nuôi là không bao giờ cho cám, thì không bao giờ cho cám với lại không cho ăn cám, chỉ cho ăn muối thóc với lại ngô. Con cũng trồng được một ít ngô hôm trước, cũng được bà Chiêm mua giống ngô cho con. Bây giờ trồng cũng lên, con cũng vun được lần một, bây giờ đợi lần hai, con vun hết lần hai là cũng đợi chỉ đợi thu hoạch. Như gà bản thì không cho ăn cám thì thịt nó ăn rất ngon, với lại không ăn như gà họ cho cám. Họ cho ăn cám, bây giờ chắc nước cũng sắp sôi, đợi một tí nữa nước sôi con nhổ sâu. Bây giờ còn một ít nữa chưa nhổ ra được, bây giờ con đi xem nước một tí đã. Con đi xem nước sôi chưa, nếu mà sôi con lấy về nhổ lông gà. Đây là nấm hương lúc đấy mới được một ít, con lấy ngâm qua nước nóng. Bây giờ lá khá là to. Bây giờ con nhổ hết lông gà xong con mổ con lấy về luộc đợi nếu mà gà chưa chín thì con sẽ cắt nấm hương này ra, tí nữa con lấy để vào lòng gà xào đợi anh Lực. Nước cũng chưa sôi mấy, bây giờ con đợi nước sôi đã, đợi một tí nữa nước sôi thì con đi nhổ hết. Bây giờ nước chưa sôi thì con tạm dừng ghi hình ở đây một tí đã, đợi một tí nước sôi con nhổ lông gà con sẽ ghi hình tiếp. Con cũng đợi được một lúc rồi, nước cũng đã sôi rồi, bây giờ con sẽ nhổ lông gà. Lấy ngâm một tí nữa nó mới ra. Đây cũng là lần đầu tiên là một mình con tự nói, thì nếu mà con nói sai chỗ nào thì con mong tất cả các ông bà các chú anh chị sẽ chỉ cho con để con biết sửa.
Bây giờ là gà con cũng đã ngâm xong rồi, bây giờ con sẽ nhổ. Chắc là anh Lực cũng đi làm, bây giờ cũng sắp về. Bây giờ cũng tối rồi, bây giờ là 5 giờ. Lúc đấy là con cũng định cho em Hiếu lên nhưng mà con rủ không được em Hiếu lên. Lúc đấy em Hiếu cùng ông bà ở nhà thì một mình con tự lên. Bây giờ ôi là con không thấy anh Lực cũng về đến nhà rồi cô bác. Chà, ôi anh đi làm về à? Anh đi làm gì đây? Lúc đấy con cũng hỏi ông bà. À cháu em cũng hỏi ông bà lấy gà lên nhà anh một con. Sao lại lấy gà lên nhà anh một con là như nào? Hôm nay là cũng được trong thời gian qua cũng được anh đi chia sẻ nhà em thì hôm nay là một ngày rất là vui đối với em. Em cũng muốn lên cảm ơn anh và cảm ơn bà bé. Sao lại cảm ơn anh? Quân được các bác, cháu được vừa đi làm về tới nhà. Hai anh em lò mọ không biết là cháu được tưởng làm gì. Hóa ra là đang đau nấu cơm của bác ạ. Rất là bất ngờ lên đến đây ấy. Cháu được thì hôm nay thì vừa đi vào trong xã để mà hỏi xem là cái miếng đất của nhà ông 26 đây bác. Cháu được kính xin được kính chào quý bà của quý chị. Chúc quý bà của quý chị thì ngày mới rất là vui vẻ. Hôm nay thì rất là bất ngờ của bác ạ, khi mà lên đây thì thấy Quân nói Quân là bảo với giáo dục rằng là nấu nhà lên là để mà nấu cơm ấy. Thì cơm nước thì nó mới đâu rồi? Em nấu cơm chín rồi ạ, bây giờ em luộc con gà. Luộc gà xong em... Thế hai anh em thì đã đi chợ gì chưa? Em đi về rồi ạ. Đi về rồi ạ? Vâng ạ. Không biết là chợ là mua cái gì nào để anh em xem này. Lúc đấy gà thì ít nhất là độ tầm là hơn 1 cân các bác ạ. Trong này thì là vừa rồi Quân là mua cái gì rồi? Quân này cũng lấy chắc là lấy nấm hương để mà xào các bác ạ. Nấm hương thì là một tí nữa phải cắt cái phần cuống đi. Hôm nay thì thật sự ra rất là bất ngờ các bác ạ. Không biết là Quân lên đây vì cái lý do gì. Cháu Lực cũng vừa mới đi làm là tới nhà luôn, thấy em Quân là đang nấu cơm rồi. Ôi, ai ạ? Ok, ai là hộ anh tới dâu rồi? Tới là em tới ạ. Thế Quân là làm hết rồi à? Vâng ạ. Ồ. Thế là bây giờ là còn làm thêm cái gì nữa không? Để anh làm cùng cho. Bây giờ làm xong. Làm xong rồi à? Vâng, bây giờ thế để anh để anh tắm rửa nhá. Vâng ạ. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi tắm rửa đâu cô bác ạ. Chúng vừa mới thôi. Mồm thì đang bị một chút là bị về cái zona thần kinh cô bác. Khi mà cháu Lực bôi lên thì một số cô bác là nghĩ rằng là cháu Lực đang ăn ăn cái gì về đấy cô bác, nhưng mà thực sự đang bị zona thần kinh. Ôi, bấu điện này, bấu điện đây bị hỏng rồi à? Vâng ạ. Lúc đấy em không biết sửa, em đợi anh về sửa. Thế để anh sửa cho. Vâng ạ. Ông bà không lên ở Quân? Ông bà ở nhà, trong nhà. Ông bà ở trong nhà? Vâng ạ. Thế còn sao không cho bé Hiếu lên cùng?
Lúc đấy em rủ bé Hiếu thì bé Hiếu không lên ạ. Em Hiếu bảo ở nhà với ông bà. Vâng ạ. Dao, con dao này không nhọn, nó làm ruộng này khá là lâu. Chắc là lúc đấy anh Lực cũng đi sớm, chắc là bây giờ cũng đói rồi. Bây giờ con sẽ tạm dừng ghi hình ở đây một chút, con làm xong rồi tí con ghi hình sau. Thế là Quân là máy có gọi thêm ai không? Hôm nay đây có mời thêm ai không? Lúc đấy là em gọi anh Sử không nghe máy. Chắc là anh Sử đi làm. À. Có thể là chắc là Sử đi làm rồi. Thế thì gọi thêm anh Sử nữa thôi à? Không gọi thêm ai không? Đấy là em gọi anh Sử với lại ông với Hải. À, thế thì để anh điện xem nào. Thế Quân là lên đến đây từ mấy giờ rồi? Đấy là em lên từ lúc 4 giờ rồi. Lên từ lúc 4 giờ rồi à? Ôi. Em này thì rất là bất ngờ của bác ạ. Lên đến nhà thì thấy em Quân là đang nấu cơm. Bảo là đợi cháu Lực thì ăn cơm. Thế là hôm nay là coi như là làm rửa xe đúng không? Rửa xe chắc để ông khác chứ. Chắc. Alo, Sử đang đâu Sử ơi? Tôi là Phú Thị, đang ở nhà ạ. Đang ở nhà, ở đây nói chuyện với Quân này. Anh Sử à? Vâng. Anh xuống nhà anh Lực một tí được không? Dù cả Hải với lại ông xuống được không? Alo à? Em cũng ở, em đang... Đây, em đang ở xã này... Không có xe đi về. À, anh không có xe đi về à? Em không có xe đi về. Bây giờ đợi một tí nữa em đi đón nhá. Vâng. Vâng. Sử là bảo đang ở xã à? Vâng. À, thế là hai em đi đón Sử nhá. Vâng. Rồi, hai em đi đón Sử đi để anh làm lòng gà cho. Đây, để anh làm cho. Máy like luôn con xe máy mới để đi đón Sử xem nào. Vâng. Đấy, bây giờ con sẽ cho anh Lực làm, đợi con một tí con đi đón anh Sử. Con đi lấy một mũ bảo hiểm đó. Chả biết anh Sử xuống dưới xá này làm gì. Ô anh à, bây giờ anh đèo em đi nhá. Ôi đi ra nhá. Đây là phần quà từ bà bé gửi đến cho em. Đây là lần đầu anh Sử, chắc là anh cũng vừa biết em có xe mới thôi đúng không? Đấy. Như là anh Sử cũng vừa mới biết là con có xe mới. Bây giờ anh cùng em mổ gà một tí nhá. Anh làm xong chưa anh? Vâng, bây giờ anh Sử lấy gà lên luộc nhá, em đi làm một tí.
Bây giờ anh để em rửa, anh rửa tay vào trong ăn dứa đi, lúc đấy em mua về cho anh. Thôi, chắc là anh cũng đói. Để một tí này nha, mình ăn cơm xong. À. Này, con là dù để lòng sao đấy, nó mưa mà. Vâng ạ. Lúc đấy là hôm trước em lấy về, em lấy về để với lòng. Hôm trước là em cũng lấy được một ít. Chưa lấy được ít à? Vâng ạ, em lấy được một ít thì em không lấy về cho anh bán. À, lúc đấy em lấy về để với lòng gà. Thế đợt này lấy được về nhiều không? Cũng lấy được về ít ít thôi ạ. Ít thôi à? Vâng ạ. Nếu mà được nhiều thì gửi cho anh đem bán thôi nhá. Vâng ạ. Bán xong là còn có tiền để mà trang trải. Vâng ạ. Như là ông bà nếu mà mua nấm hương đi phải cắt gốc ở gốc ở đây. Nếu mà không cắt gốc thì gốc này có rất là nhiều cắt. Em lấy cho nó thái đi. Kéo vâng ạ. Như nấm hương thì phải lấy kéo cắt. Bây giờ con lấy kéo đi cắt, con tìm kéo đó. Kéo ở đâu nhỉ? Kéo ở đâu nhỉ anh? Ba xong thì đem ăn thất để trên này tháo được mà. Vâng. Ê, nè, thế đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi. Cho thêm một tí á, mình muối vào đâu? Lấy thất đi. Nấm hương này rất thơm, nấm hương này rất là thơm. Nếu mà ông bà mua đi thì lấy để với mì tôm hay là lòng gà để những thứ khác cũng được. Cái này nếu mà sáng lấy để với mì tôm thì ăn rất ngon. Ở dưới kia thì rất tối, con lấy về đây thái, nó lấy ra đây thái mới sáng. Chào. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Điều mi ạ. Vâng. Đây chắc là anh cũng là lần đầu vừa thấy xe mới của em thôi nhỉ. Vâng. Lúc đấy anh xuống xá làm gì ấy? À, lúc đấy em gọi điện cho anh, chắc là điện thoại anh để ở nhà nhỉ. Vâng. Em gọi không nghe. Anh Lực cũng vừa về chưa kịp tắm đã giúp làm lồng gà với lại thịt gà. Em thì con thì đi đón anh Sử. Bây giờ anh lại đi chợ mua ít rau. Lúc đấy con cũng không biết mua gì nhiều, con chỉ biết mua một ít cà chua với lại trứng. Bây giờ em thái xong thì anh lấy cái này đi rửa nhé. Vâng. Rửa qua một lần. Lúc đấy nấm hương chưa ngâm là khá là ít. Con ngâm qua nước nấm, nước nóng một lần xong rồi. Bây giờ lá khá là to, được rất là nhiều.
Bây giờ anh đi dưới kia lấy cái chậu về để lấy dừa đi anh. Đây là, cái này là phải chặt thành hai, bây giờ lấy đi dừa nó mới dí. Bây giờ anh đi dừa nhá, em làm cái này đó. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị là mấy anh em ăn cơm rồi các bác ạ. Hôm nay thì cũng không có ai cả, chỉ có mỗi là em xử thôi. Đấy, Quân thì hôm nay là đem lên là lên một con gà này. Gà này thì là chắc độ tầm là hơn 1 cân đấy các bác. Đấy thì gà này là ông bà nuôi nữa à? Vâng ạ, gà của em thì cũng không có con to, em lấy mỗi con bé. Con này là to rồi, thế thì gà này thì mai anh xuống anh sẽ gửi tiền cho bà sau. Đấy. Không phải gửi đâu anh ạ, Quân, anh đã quay và được cô bác giúp đỡ rất nhiều. Đấy cũng là lần đầu của em. Cái đấy là các bác anh, ông bà là yêu quý em, là muốn giúp đỡ em. Đấy, hôm nay thì thực sự rất là bất ngờ cô bác ạ. Khi mà lên đến nhà thì thấy em Quân đang lọ mọ, là đang mổ gà. Đấy, hôm nay thì có gà em Quân này và cộng thêm là cá chỉ vàng mà bác Thảo Đố là bác ấy cho, thêm là dâu với lại là nấm hương của em Quân nữa. Và hoàn toàn là những cái đồ này là đều là em Quân đem lên này, xong là những cái phần quà của các bác nữa. Anh Quân thì là trước khi đi vào ăn cơm thì có lời gì muốn gửi tặng tới các bé, các bác không? Có. Con mời tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng con ăn cơm. Em mời anh ăn cơm ạ. Rồi. Thế ngoài ra thì Quân có lời nào muốn nhắn nhủ tới các bác ở trên kênh, các bác đã yêu quý em, cũng như nói về các bác là nói chung, là nói và bé là nói riêng không? Có. Hôm nay là một ngày đặc biệt rất lớn đối với con, vì được bà bé đã mua cỏ cho con. Con chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và tất cả quý ông bà của chú anh chị luôn thành công trong cuộc sống ạ. Đây, hồi buổi chiều thì là Quân có điện với cháu Lực thì hỏi rằng là cháu Lực có đi đâu không, thì cháu Lực có nói với Quân rằng là cháu hiện tại là đang đi làm của bác ạ, thành ra là không có ở nhà. Đấy, lên đấy ở nhà thì hôm nay thì bạn em mà quay phim cho con ấy thì em ấy không có đi, em ấy ở nhà là chỉnh sửa video của bác ạ, thành ra là không có đi được với con, là một mình là con là tự đi thôi. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị vào ăn cơm rồi. Đấy, hôm nay thì được em Quân lên là tặng cho một cái bất ngờ rất là lớn của bác ạ. Đấy, có thể là em Quân nghĩ rằng là cháu Lực giúp em ấy như vậy thì là em ấy mời cháu Lực một bữa cơm. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là anh là cái người mà anh đi chia sẻ cái hoàn cảnh của em thôi. Thì mọi cái thì các bác là đều
giúp đỡ em thôi chứ không phải là anh. Vâng ạ. Đấy, còn là hôm nay thì có cả Sử nữa. Sử thì hôm nay biết là Quân là có xe mới chưa? Biết rồi. Biết rồi à? Vâng. Đấy, xe đấy thì là Sử thì là hơn tuổi em Quân. Còn là em Quân thì chưa đủ tuổi để mà làm bằng cô bác ạ. À. Bây giờ thì Quân Sử là mời các ông các bà ăn cơm thôi nhỉ? Vâng. Con mời các ông các bà còn ba anh em ăn cơm đã. Đấy, còn là bây giờ thì chắc là Cháu Lực cũng xin được là ăn cơm thôi cô bác ạ. Và ba anh Cháu Lực cũng xin thay mặt là em Quân này, em Sử này gửi một lời cảm ơn tới tất cả các bác ở trên kênh đã luôn luôn yêu quý hai anh em. Hôm nay thì đáng nghe ra là có cả ông và bà và em Hiếu lên nữa. Vâng. Thì là vui hơn. Hôm nay là ông với bà là ở nhà là cũng có sang nhà chú ăn cơm, nhà chú có làm bảo mộ à? Vâng. Tháng 3 là Thanh Minh đấy, đấy vâng. Gọi là Thanh Minh hiểu không? Vâng. Còn bây giờ thì chắc là Cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới Cháu Lực cùng với lại những hoàn cảnh mà Cháu Lực đi chia sẻ. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Trên tay Cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi Cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì Cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.